Bão số 4, tức là bão Noru, được dự báo sẽ đổ bộ một số tỉnh đông bắc của Thái Lan vào ngày mai sau khi quét qua Việt Nam và Lào, với sức gió có thể lên tới 140 km/h. Từ hôm nay, bão Noru có thể gây mưa lớn trên diện rộng, cô lập hầu hết các khu vực của Thái Lan. Do ảnh hưởng của bão, một số khu vực tại Thái Lan đã xuất hiện mưa lớn, gây ngập lụt ở vùng trũng. Để phòng tránh bão, thủ đô Bangkok đã thực hiện một loạt các biện pháp chuẩn bị ứng phó với bão, như rút nước ra khỏi các kênh rạch trong và xung quanh thành phố. Chính quyền thành phố đã mua 2,5 triệu bao cát để gia cố, tạo thành các bức tường ngăn lũ. Noru là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào Thái Lan trong năm nay.